Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Vũ Audio, kênh bên em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đúng hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay giới thiệu anh em về một cặp loa. Dòng loa này hiệu to anh em. Dòng to này thì nói chung là dòng này là loa nó là dòng loa to thế hệ mới nha anh em. Nói chung dòng này thì nói về độ gấu nó rất là gấu anh em. Nói chung sẵn và đây em làm chi tiết lại cặp loa này để cho anh em xem và anh em nào có nhu cầu cần thì alo bên em nha. Lo hiện tại này chưa bán được nha anh em, thì hôm nay làm chi tiết. Nói chung cặp này thì anh em nào có tiền thì nên mua chơi, nói chung là xứng đáng đồng tiền luôn. Nó dòng này rất là hay. Nói chung khi mình tháo bên trong anh em xem sẽ thấy nó rất là gấu, rất là cực kỳ xịn sò anh em. Nói chung nó là dòng gọi hàng VIP đó anh em. Nói chung dòng này lâu lâu mới có anh em, chứ không có nhiều đâu nha. Nên anh em nào nên có nhu cầu cần nên mua đi. Nói chung chơi cặp lo này thì hỏi mình hỏi nâng cấp dần đồ nữa. Nói chung cặp lo này rất 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 là đẹp mà rất là hay luôn, không phải làm quảng cáo nhưng mà đó thật sự nha. Và em đi vào giới thiệu cho anh em cặp lo này nha, thì anh em xem cặp lo này rất là VIP nha anh em. Cặp lo này rất là VIP đó, bắt đầu em đi vào giới thiệu anh em rồi nha. Đó, đi vào giới thiệu nha. Đó, đây là lo bát 40 nha anh em, lo bát 40 nha. Một cái lo chấp kèn nha, chấp kèn đây anh em xem lại nha. Lo bát 40 nói chung cặp lo này về cực kỳ đẹp luôn, mà cực kỳ đẹp ra nó hiệu to. Anh em hỏi chê nó về chất âm nó thì hơn xíu là anh em xem bên trong mà sẽ thấy cái về cái mà cái chất lượng của lo nó đây nè. Và anh em xem ha, cái màn lo hiệu to nè, cực kỳ đẹp không, to đặc trưng nha anh em. Nói chung cái này cái màn là về cục, nói chung cục lo này rất là mới, nói chung là nó bởi mới trên 90% luôn á, nhưng rất đẹp anh em. Này anh em nhìn cái gân xếp nó còn sáng gực luôn nè. Và đây nó là sườn gan đúc anh em, sườn gan nha, sườn gan đúc luôn nha anh em, sườn gan đúc lo bát 40 nha, lo bát 40. Và đây là cái hồng còi nè anh em, hồng còi này nha, còn hơi một gang tay ha, chiều lên nó cũng vậy luôn nha. Nó này chung là nó vuông với nhau, nó vuông nha anh em, nó vuông nha anh em xem lại nha. Thì một cái thì em đã tháo ra, một cái thì em để quay cái mặt nó chứ biết sao để cho anh em xem. Còn bên đây là cái bảng hiệu của em, thì anh em nào có nhu cầu cần thì trên bảng hiệu thì có số điện thoại anh em. Và đây thì những cái con ốc em đã tháo ra nè em, đây là cái con cá ốc này là bắt chép nha anh em. Thì anh em biết rồi, những hàng công nghệ của Nhật làm thì nói chung cái độ chính xác rất là cao nha. Con ốc thôi anh em nhìn cũng đủ phê để được, nói chi nói với cái lo con ốc thôi, nó đồ Trung Quốc là nó con ốc làm không tới được vậy nha. Nói chung con ốc thôi đủ phê anh em, con ốc hơi đủ phê nha. Hàng Nhật thì nói chung nó không có thể nào chê được. Nói chung cái thùng này rất là nặng anh em, rất gấu nha. Một xíu em sẽ đo cái lo bát và cái lo chép nha, nó bao nhiêu ký. Thì đây anh em xem chút xíu nữa em sẽ mở bên đó và giờ em giới thiệu về cái lo đó. Thì đây anh em xem, đây là cái giỏ này nha, cái thùng nó kiểu này nha. Nói chung cái này đẹp, nói chung cái dòng lo này thì công nghệ mới rồi. Thì hiệu to 380 rồi kia thì đời nó cổ hơn này, con này đời mới anh em. Và đây thì anh em sẽ thấy ha, đây là ví dụ mình cái đường này bắt cũng bắt lo nha, là bắt bằng ốc, còn dưới đây bắt xài bằng gắt bít công nè. Thì anh em đây là cái model của lo nè, ES0871 nè. Lo là lo 8 ôm nha. Công suất nó là 600W, hàng Mizuban. Cái cặp lo này trọng lượng một cái là 37 kg, một cặp là 74 kg nha anh em. Và bên đây là cái tay nữa nè. Nói chung cái tay nè anh em. Tay này em quay phía trong nhà nó hơi tối tí anh em. Thì anh em có gì coi hình nó hơi mờ tí, mong anh em thông cảm nha. Và bắt đầu em đi giới thiệu về anh em đến phía bên trong của cái lo này nha, phía bên trong của lo này cực kỳ đỉnh luôn anh em, nhìn cái này đỉnh luôn. Ở trong hiệu to dòng này thì em cũng có bán rồi nhưng mà nó cũng ít về lắm, lâu lâu mới có ha. Thì đây em tháo cái bảng hiệu này ra ha, hiệu này ra nha, và cho anh em xem về cái củ lô bát và cái củ lô chép anh em. Đây hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Nói chung cái lô bát anh em nhìn khủng khiếp luôn,
và khu lô chép cũng khủng khiếp luôn nha anh em, khủng khiếp luôn nha. Đây nói chung á, cái củ lô này nó còn 7 màu nha anh em, 7 màu luôn anh em, 7 màu luôn nha anh em, nhìn 7 màu luôn nè, đủ màu hết trơn. Nói chung là nó cực rất là sáng nha. Một gang tay anh em, một gang tay nè, sườn gang đúc nha, sườn gang đúc. Đây là to nè, nó mấy cái này nè, chạm lo nó ha nè. Cái sườn nè anh em, cái xung quanh của sườn lo nè anh em, nhìn cái nó bự không, nó bằng gang nha. Đồ Nhật thì cái độ mà hàng cái linh kiện nó rất là xịn sò ha. Rồi bên trong anh em, bên trong này nó có cái miếng lưới bên trong, phía trong đây nè, miếng lưới nó vàng cháy luôn. Nói chung là đây là cái model của củ lo này nè, F này đúp nè, 38L8 nè, còn này số CG là 11F15 nè. Đó thì nó dòng này là bách 40 anh em, bách 40 ha. Nói chung dòng motor cái dòng này thì hỏi chê anh em, nói chung cực kỳ đẹp đó, nói chung nó rất là đẹp luôn. Em mở cho anh em xem này nha, nặng nha anh em, nặng lắm, nặng. Để hôm em cân em coi nó nhiều ký nha. Và ở đây là trên cái màn đó nè anh em, màn đó ha. Và đây phía dưới này nha, phía dưới này nè, phía dưới này anh em, để em làm cho nó gọn gọn tí nha em, xem này nha. Đây nè anh em, ồ đặc biệt cái lo này nó có cục chì luôn trời, này nó có cục chì luôn anh em, à, nó làm cái cục chì ở đây luôn nè, nó lũ mình hát quá hay sao đứt cục chì này luôn, cũng hay hết ta. Hai anh em, cái này lo này làm hay nha, thiết kế kiểu này hay nha, mới lần đầu mới phát hiện chỗ này nha. Để em quay gần cho anh em coi cái này nha. Đây lên đây đi, đây thì đây em để lên cho anh em xem nó làm nè nha. Thằng Nhật nó làm cái dòng lo này hay quá ta. Ở đây là cái nhìn nhện đó anh em ha, mình nhúng nè đó. Còn bên đây thì anh em nhìn này nghe, nó có một cái cục chì nè anh em, nó có một cục chì để nó bị chiếu sáng lên, mà cho nó sáng lại nè anh em, nó làm cái cục chì anh em. Ồ hay ta. Thì ở đây một cái gâu á thì nó đi thẳng ra cái chạm này, còn một cái gâu này bên đây thì nó qua một cái cục chì này, từ cục chì này xuống, qua xuống cái chạm dưới này, xuống chạm dưới đây ha. À, tất nhiên mình hát quá tải có thể là cục chì đứt nha, nó bảo vệ được cái lo mình thay cục chì khác vô xài. Cái này cái nó làm cái này hay ta. Này em cũng mới phát hiện nha, mới phát hiện luôn. Này em quay qua nè anh em, đây nè, này dính ốc dưới đây nè, đây dính ốc dưới đây nha. Đây là anh em xem rõ nha, nó cũng hay hết ta. Rồi đây thì anh em xem cái vụ này ha, cái vụ này thì nó cũng đập thiệt. Rồi xong cái tới này cái đây là cái lo nha anh em. Và tới quay qua tới cái vụ mà cái lo chép đó nha. Đây cái lo chép ở đây anh em xem nha, để em quay qua đây cái do này đi mua hai góc anh em, mong cái giờ anh em xem từ nha. Và đây là em nói tại vì của lo chép nha anh em đó. Thì cái dòng lo này hay của lo chép, cái họng nó là bằng nhôm lỗ bằng nhựa anh em, nhưng mà nó rất là dày nha, nó dày lắm. Đây nó làm gì nè anh em, mình úp lên, tại giờ do em tháo ra để cho anh em xem đó, thì úp lên thì bắt bốn ốc đó, thì nó nói là cái họng gời, không gời nha, không gời. Và bắt đầu đi đến anh em, lên đến là cái củ mít đó nè, hàng củ mít này nó khủng khủng hiệu to đó, giờ mới thấy cái củ chép này nó khủng thiệt, rất khủng anh em. 7 màu luôn, à 7 màu anh em, 7 màu nha, 7 màu luôn. Nói chung lo này quá mới luôn, 7 màu anh em, 7 màu rất bự nha, nó bự giống như là củ lo cho bát 20 anh em. Anh em thì đây anh em nhìn củ lo nó nè, khủng khiếp không. Đây là củ lo mít nha, củ lo chép nha anh em, củ lo chép quen bị nói mít rồi. Ở đây thì anh em xem mô đen nó nè, FHD 653-8 mua sơ là số ghi bác 03A15 đó anh em, nhìn cái 7 màu nó chiếu đẹp không, và là quá đẹp, cặp lo này quá đẹp. Rồi để em cân có nhiều ký nha, để em cân cho anh em coi nhiều ký nha, cân cho anh em nhiều khu lô chép nhiều ký nha.
Của lô chép này 6,6 anh em. 6,6 nha. Thử lại phải không? Đúng rồi, 6,6 anh em. À, này là 6,6 anh em, củ chép 6,6 nè. À, gần 7 kg. Quá trời nặng, hình như nặng dữ lắm anh em. Nó to lắm nha. Để em lấy cái thước đo cái củ lô chép này bị ngang nó nhiêu nha. Anh em xem cái củ lô chép này nha. Đây, củ lô chép nó bề ngang nó là 17, 18 cho anh, 10, gần 19 anh em. 18 anh em, 18 nha. Bề ngang nó 18 nè, 18 xăng nè. Củ chép nó bề ngang nó 18, 18 xăng đó. Nó nặng 6,6 anh em, nặng 6,6 ha. Và đây thì nó là cái, khi mình bắt cái lo này vô anh em, bắt cái lo này nằm phía dưới này nè. Nằm phía dưới này nè. Rồi mình đưa cái họng nó vô, chụp vô là xong. Nằm dưới nha. Đó, 6,6 nha. Chung là đẹp, 7 màu. Cặp này, cái chép này khó trái đó anh em yên tâm. Từ của nó rất là khó trái, nên tiếng nó rất là sáng. Tại dòng này phụ thuộc vào đây nè, tiếng nó vào đó đó. Còn đây là phụ thuộc vào tiếng bass nó nằm đây ha. Tiếng bass là lò bass nè anh em. Thì để em quay qua nói quay tới phần tầng cho anh em xem nha. Thì quay vào phần tầng cho anh em xem nha. Đây, thì đây là những cái bông tiêu âm đó anh em. Nè, bông tiêu âm đó nha. Nói chung cái video này nó hơi bị rung nhiều, anh em mong thông cảm nha. Hình ảnh bị rung. Đây anh em, bông tiêu nó nói chung nó còn rất là mới nha. Dòng này tại vì nó là công nghệ mới. Thì qua đây là phân tầng anh em, phân tầng đó nè. Cái dòng này phân tầng thì nhìn nó rất đơn giản nhưng mà nó hiệu quả nha. Tại vì nó phụ thuộc vào cái lo, mấy cái cũ lo. Đây là cái cuộn dây của bass. Và đây là cuộn dây của chép. Và đây là tụ chép nha. Đây là tụ chép. Nói chung mấy hàng này làm rất là cái cuộn lọc rất đơn giản. Nhưng mà nó đồ da băng là chất lượng, anh em yên tâm đi. Miễn sao hàng da băng là ngon. Đó. Thì đây thì anh em xem lại ha. Thì em đã nói về cái vụ lo này nha. Lo này anh em chơi thì miễn chê đi. Lo này to này rất là vip anh em. Để em bỏ xuống lại. Để em coi cần cái lò bát này có nhiêu ký nha anh em. Rồi anh em cứ xem nha. Để em cân cái củ lò bát này nhiêu ký nha. Đây, em sẽ cân cái củ lò bát này coi nhiêu ký nha anh em. Củ lò bát 11 ký nha anh em. Củ lò bát 11 ký. Rồi và bắt đầu em nói lại anh em là xong, là em kết thúc video nha anh em. Thì đây thì anh em đã xem và em đã nói về cái củ lo này, củ lo bass của thằng To hiệu này anh em ha. Thuộc cái dòng lo, nếu mà nói về so với To thì dòng này nó thuộc cũng gọi là hàng khủng rồi. Mấy đôi lo To khác không qua này nổi. Thì nó so gì với so 40 nha. Đây thì lo bass 40 nha anh em. Đây là một cái chép kèn nha. Và đây là một cái lo bass. Lo bass này là lo bass 40. Cực kỳ sáng nha. Nó cực kỳ sáng, rất đẹp luôn. Rất đẹp, rất đẹp. Màu 7 màu, còn 7 màu anh em. Anh em nhìn 7 màu chiếu chiếu nè. Đẹp ghê không? Đấy, củ lo này quá mới. Còn đây là cái củ lo mít. Đây là củ lo chép. Cũng 7 màu anh em. Thì cái lo chép này không là gì? Là nó 6,6. Còn cái thằng lo bát là 11 ký anh em. Và lo model nó là 0871. Đây anh em xem lại cái lo to này nghe. Nó là lưới, cái căng nó bằng sắt nha anh em. Cái căng nó bằng sắt nha. Cái căng nó bằng sắt nha anh em. Thì em lấy cái căng cho anh em xem, cái em kết thúc video anh em. Và ở đây nó là cái lưới căng đó anh em ha, cái căng đó này nha.
Ở đây là cái căn của cái cặp lo này nha, cái căn cái lo của hiệu to nha, à, hiệu to. Rồi anh em nào có nhu cầu cần dòng lo hiệu to này thì liên hệ bên em, dòng lo này lo full, lo chuyên cao kê nha. Lo này thì nó thuộc là VIP, à, củ lo mít quá khủng, củ lo chép quá khủng, củ lo chép nha anh em, không ai có mít quá khủng luôn này, đẹp, hãy nói của mê cái củ lo chép quá khủng luôn, quá đẹp. Rồi em cũng kết thúc video hôm nay anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nha. Xin chào.